Cái nồi chân giò hầm măng của mình đã xong rồi nhé mọi người ơi. Trời tối quá, mình phải bật đèn pin này. Đang còn nóng lắm. Chào tất cả mọi người nha. Chiều nay thì mình sẽ làm món chân giò hầm măng nhé. Bây giờ mình đang làm sạch lại cái chân giò này. Còn tí lông nào thì mình sẽ cạo hết đi nhé. Ở trong cái móng chân con heo như thế này mình phải xẻ ra thì mình mới làm sạch ở bên trong được nhé. Mình phải xẻ nó ra như thế này này. Đấy, thì mình mới làm sạch được ở bên trong đây nhé. Mấy cái khe móng chân heo này nó rất là bẩn nhé. Cạo sạch lông như này. Phải xẻ ra như thế này thì mình mới làm sạch được ở bên trong. Chứ để như bình thường ở ngoài thì mình không kỹ hết được đâu. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối nhé. Mình kỳ đi cho nó sạch. Cho bớt cái mùi hôi ở con heo. Bớt mùi hôi ở cái da đi. Rồi, mình chặt xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi xào cho cái chân giò này nó săn lên nhá. Mình xào sơ qua một lần cho nó săn lên. Rồi bắt đầu mình mới ninh. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối nhé. Một ít bột ngọt. Và một ít nước mắm nhé. Rồi. Đảo đều lên. Thịt heo thì nó phải có một tí nước mắm vào đấy thì nó mới dậy mùi lên được. Rồi nó săn rồi thì bây giờ mình đổ nước vào rồi được nhá. Mình cứ đổ nhiều nhiều một tí bởi vì mình phải hầm cái chân giò này cho nó nũn ra mà. Chân giò thì mình hầm càng kỹ thì nó ăn càng ngon nhá.
măng khô này thì khi mua về thì mình nên trần qua nước sôi nhé. Rồi mình luộc sơ qua một lần. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại nhé. Bởi vì mình sợ nó bị mốc ấy. Măng khô thì thường người ta đã để lâu rồi, nên là mình làm cho nó kỹ kỹ một tí, ăn cho nó đảm bảo. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại một lần nữa nhé, để cho nó kỹ cái nấm mốc đi. Cái chân giò gần được rồi nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ cho măng vào nhé. Rồi. Cái măng mình đã luộc sơ rồi nên bây giờ nó sẽ rất là nhanh chín nhé. Cái nồi chân giò của mình được rồi nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ nêm nếm lại một lần nữa nhé. Mình sẽ cho vào đây một ít muối. Mình cho vừa ăn thôi. Một ít bột ngọt nữa. Rồi. À, lúc nãy chân giò thì mình, lúc mình xào chân giò thì mình đã nêm nếm một lần rồi nhé. Bây giờ có thêm măng và thêm nước thì mình cho thêm một ít nữa. Ok, vừa rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít hành lá và ngò gai nhé. Mình cho ngò gai vào cái canh măng chân giò này, nó rất hợp với mọi người, cực thơm luôn. Rồi. Bây giờ là bắt ra được rồi. Cái nồi chân giò hầm măng của mình đã xong rồi nhé mọi người ơi. Trời tối quá, mình phải bật đèn pin này. Đang còn nóng lắm.